cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Anh ghi nhận biến chủng GN.1, một nhánh của Omicron có tốc độ lây lan nhanh, khiến số ca nhiễm tăng mạnh. Cơ quan an ninh y tế Anh UKHSA phân loại GN.1 thành một chủng phụ riêng do tính đột biến và mức độ gia tăng ở nước này theo ZOE Health Study, từ ngày 6 tháng 12 đến nay, Anh ghi nhận 97.000 trường hợp có triệu chứng COVID-19. Giáo sư Azem Madik, trưởng khoa y tế dự phòng tại Imperial College London cho biết, GN.1 dường như là biến chủng phát triển nhanh nhất ở Anh hiện tại. GN.1 có nguồn gốc từ BA.2.86, biến chủng phụ của Omicron. Nó sở hữu một đột biến khác biệt ở protein gai chịu trách nhiệm xâm nhập và lây nhiễm tế bào và các đột biến tại những vùng khác. Theo dữ liệu mới nhất từ UKHSA, đây là biến chủng tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ hàng tuần là 84,2%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cũng đang theo dõi GN.1, nhưng vẫn chưa xem nó là biến chủng cần quan tâm. GN.1 được phát hiện lần đầu tiên ở Luxembourg vào tháng 8, Kể từ đó, nó xuất hiện tại 12 quốc gia, gồm cả Anh và Mỹ. Biến chủng được đưa vào diện cần giám sát ở Anh ngày 27 tháng 10 như một phần của công tác phòng ngừa dịch bệnh thông thường. Tính đến ngày 4 tháng 12, nước này giải trình tự gen 302 trường hợp, GN.1, cổng dữ liệu gen điện tử toàn cầu, GISAID, ghi nhận 3.618 trường hợp. Theo UKHSA, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, 34% biến chủng được phân loại là BA.2.86. Theo giáo sư Madik, các biểu hiện nhiễm GN.1 tương tự các biến chủng khác, những triệu chứng này có thể tự thuyên giảm theo thời gian hoặc cần điều trị đơn giản. Tuy nhiên, nếu phát triển các tình trạng nghiêm trọng hơn như khó thở, bệnh nhân cần đến bệnh viện bà nói thêm với các biến chủng mới phát triển từ BA.2.86, bạn không chỉ bị sốt, sổ mũi, đau đầu, mất khứu giác mà còn có thể bị tiêu chảy, đau bụng. Giáo sư Sinacorisen, nhà miễn dịch học tại Đại học Manchester cho biết JN.1 có đột biến tại protein gai Điều này có nghĩa người bệnh mất nhiều thời gian để hồi phục hoặc gặp triệu chứng nghiêm trọng hơn. Một trong những đột biến của GN.1 dường như giúp nó bám vào tế bào tốt hơn, làm tăng khả năng lây nhiễm. Biến chủng cũng có khả năng trốn tránh miễn dịch, làm giảm hiệu quả của vaccine và các đợt nhiễm bệnh tự nhiên trong quá khứ. Chiều 15 tháng 12, thông tin với báo chí, lãnh đạo Bộ Y tế đã lưu ý về tình hình dịch COVID-19 tăng trở lại tại một số nước, đồng thời nêu khuyến cáo phòng chống dịch mùa đông xuân. Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, hiện nay tại một số nước đã ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng như Malaysia và Singapore, nhưng đều ở thể nhẹ. Ở Việt Nam, số ca mắc COVID-19 chỉ giải rác ở một vài địa phương chứ không có ổ dịch lớn. Việt Nam cũng đã chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B là nhóm có tỷ lệ tử vong thấp. Đồng thời, Việt Nam đã ban hành kế hoạch về phòng chống COVID-19 trên cơ sở quản lý bền vững, trong đó theo khuyến cáo của WHO sẽ chủ yếu theo dõi quản lý và quan trọng nhất là theo dõi biến chủng mới nếu xuất hiện. Ông Đức nói, tại thời điểm này, trên thế giới và tại Việt Nam chưa xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Chúng ta đang coi COVID-19 là bệnh nhóm B và theo dõi như bệnh cúm mùa, cúm A, H1N1. Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, do đang vào mùa đông xuân, điều kiện thời tiết thích hợp cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp, trong đó có COVID-19. Do vậy, Cục Y tế Dự phòng đã có 5 khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đeo khẩu trang ở nơi đông người. Tại cuộc họp báo, tiến sĩ Hà Anh Đức, tránh văn phòng Bộ Y tế, lưu ý về tình hình dịch bệnh mùa đông xuân. Theo đó, người dân đang ý thức được sự quay trở lại của những bệnh truyền nhiễm, theo tiến sĩ Hà Anh Đức, COVID-19 và các bệnh đường hô hấp nói chung đang tăng trở lại do yếu tố thay đổi khí hậu, chuyển mùa từ hạ sang đông và bước vào xuân. Thời gian qua, các bệnh đường hô hấp theo mùa đã gia tăng với người mắc là trẻ em, người cao tuổi, người có nguy cơ cao. Đặc biệt liên quan đến COVID-19, dịch đang có xu hướng quay trở lại. Trước đó tại Trung Quốc, ngày 13 tháng 11 năm 2023 đã thông báo về việc gia tăng số ca mắc các bệnh về đường hô hấp đồng thời ghi nhận chùm ca bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em xảy ra tại một số tỉnh miền bắc Trung Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã họp báo và nhận định nguyên nhân chính là do hiện đang vào mùa đông, thời tiết lạnh thay đổi bất thường. Thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường hiện nay là điều kiện thuận lợi cho virus cúm da cầm phát triển. Đồng thời hiện cũng bắt đầu có xu hướng tăng nuôi da cầm chuẩn bị dịp Tết Nguyên Đán 2024 nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người. Được biết, tại Indonesia đã bắt đầu lắp đặt máy quét thân nhiệt tại một số điểm nhập cảnh quốc tế, bao gồm sân bay quốc tế chính của Jakarta, để sang lọc du khách nhằm phát hiện COVID-19. Biện pháp phòng ngừa này được thực hiện sau khi Bộ Y tế Indonesia kêu gọi nâng cao cảnh giác trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng ở một số quốc gia Đông Nam Á. Tờ The Star đưa tin, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia đã tăng gấp đôi trong một tuần, lên 6.796 trường hợp trong tuần từ 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Vào tuần trước, con số này là 3.626 trường hợp. Lãnh đạo Bộ Y tế Malaysia, ông Muhammad Raji Abu Hassan, cho biết tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện, bao gồm cả những trường hợp nghi ngờ mắc, là 3,5 trên 100.000 người dân, với tỷ lệ 1 trên 100.000 người triệu chứng nhẹ. Ông nói thêm tỷ lệ điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt là 0,8%, Bên cạnh đó, 72,9% các biến thể được phát hiện là Omicron, 26,2% là Delta và phần còn lại là Beta và Alpha. Ông Muhammad Razi cũng nhấn mạnh, cho đến nay không có biến thể mới nào được phát hiện ở Malaysia và không có dấu hiệu cho thấy các biến thể lây truyền tại địa phương có khả năng lây nhiễm cao hơn hoặc gây ra tình trạng nghiêm trọng hơn. Ông bổ sung rằng mặc dù số ca mắc Covid-19 gia tăng nhưng tình hình ở Malaysia vẫn trong tầm kiểm soát và không tạo gánh nặng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ông nêu rõ, sự gia tăng số ca nhiễm đã được ghi nhận trên toàn cầu, Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi tình hình các biến thể cũng như chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ để điều trị thêm nếu triệu chứng xấu đi. Họ cũng nên nghỉ ngơi tại nhà và tránh đến những nơi đông người, đeo khẩu trang nếu phải đến nơi công cộng. Nhóm có nguy cơ cao cũng được khuyến khích làm như vậy. Những người mắc COVID-19 có nguy cơ cao tại Malaysia có thể được điều trị bằng thuốc Paxlovid. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore cũng cho biết số ca mắc COVID-19 đang theo đà tăng tại nước này hai tuần gần đây, nhưng cơ quan này cũng nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy biến thể đang lưu hành tại nước này dễ lây lan hoặc gây ra tình trạng nặng hơn. Đến nay số ca mắc COVID-19 trong nước tại Singapore đã tăng lên 32.035 trường hợp, trong khi trước đó con số này là 22.094 trường hợp. Số ca nhập viện trung bình theo ngày tăng lên 225 trường hợp so với 136 trường hợp vào tuần trước đó. Bộ Y tế Singapore cho biết tình trạng gia tăng COVID-19 có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có mùa du lịch cuối năm và mùa lễ hội, miễn dịch cộng đồng giảm. Theo Bộ Y tế Indonesia, các ca mắc COVID-19 của nước này chủ yếu do biến thể phụ XBB 1.5 của Omicron. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ CDC cũng đang cảnh báo về tình trạng bệnh đường hô hấp gia tăng trên cả nước. Theo dữ liệu từ CDC, trong gần một tháng qua, số ca nhập viện vì COVID-19 đã gia tăng sau nhiều tuần giảm. Dữ liệu cho thấy, tính đến cuối tháng 11, đã có 19.444 ca nhập viện hàng tuần do virus so với 15.006 ca 4 tuần trước đó. Nhìn chung, tỷ lệ nhập viện do COVID-19 vẫn tăng cao ở người cao tuổi, người trung niên và trẻ em dưới 4 tuổi. Theo CDC, loại virus này đang ảnh hưởng đến cả người Mỹ già nhất và trẻ nhất.